chia tay từ năm ấy, như cánh chim bay về khắp miền, ta lại về thăm những người thân, trong tim vẫn vương tình bạn xưa, ký ức xa xưa còn đây mãi. Cho đến hôm nay lại đến trường, mãi trường xưa bao tháng năm xa vời, như cánh chim không mỏi dưới mái trường, thầy vượt những mầm non cho quy đời xanh tươi, thầy dạy ta những nghĩ suy đầu tiên, như cánh chim còn non bay vào trong rừng tố, và từ đây những cánh chim lại bay, ta lớn khôn từ đây và ra đi ngày ấy, trở lại mái trường xưa nơi mà ta yêu quý, người về mang nỗi nhớ khi mái đầu đã mặt, người đi mãi cùng về cho màu xanh. Sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn, và sẽ bay cao bay xa hơn tôi, tới những đỉnh cao mơ ước của loài người, như những cánh chim. Em sẽ lớn lên, tương lai sẽ là đôi cánh của chính em. Ngày xưa thân nghèo nhiều, là tôi mộng mơ thân tiên. Trong ngày nắng mây ấm áp, cố tình bàn thờ. Ngày xưa phương rơi đầy sơn, đàn ca hôn tôi nhẹ lưng. Biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này.
tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Tất cả các thầy
bày các cô những lời biết ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy cô đã luôn luôn vì chúng em mà miệt mài cống hiến. Nếu có muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ muốn cho thời gian trở lại đến đôi tháng ngày, đôi lúc người còn mãi lần chơi hàng ngày trên đời vui và trong những thưa thầy, trong buổi giao lưu ngày hôm nay chúng em rất mong được nghe những tâm sự của thầy về những khó khăn trong những năm đầu thành lập trường, cũng như là những băn khoăn trăn trở của thầy để có thể tạo ra được những bứt phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của chuyên ạ. Nói về cái khó khăn thì thầy nào của các nhà trường chuyên đều rất tiềm ẩn khó khăn. Ngay bây giờ cái trường Nguyên Nga như thế này là cũng rất nhiều khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn của mình làm hiệu trưởng cái năm đó thì nó là cái con của một cái thời kỳ sơ khai mới thành lập trường. Cái quy mô nhà trường rất là nhỏ bé, chỉ có 9 lớp. Đội ngũ các thầy cô có 18 thầy cô, cộng thêm 2 thầy, một thầy hiệu trưởng thì có là 20. Và tổ văn, tổ toán, tổ tiếng Anh thì còn có 2-3 thầy, còn tổ sử, tổ địa, tổ sinh và tổ giáo dục công dân và thể dục chỉ có một thầy. Một thầy nghỉ là cả trường nghỉ luôn. Nghĩ tới chuyện gần lại nhớ chuyện xa. Có những cánh rừng xanh tươi hoa lá, có những rừng lá cội nguồn chính ngang, có những dòng sông chỉ là nước chảy, có những dòng chảy là cả đời ta. Có những cánh rừng xanh tươi hoa lá, có những rừng lá cội nguồn sinh ra. Có người cạnh ta thờ ơ không đá, có người phương xa thân như mẹ cha. Hôm nay gặp mặt như trở về nhà, bạn ơi có hiểu lòng ta lòng ta. Trong giai đoạn này, Đảng và Nhà nước rất là quan tâm đến giáo dục, trong đó là có giáo dục nguồn nhân lực chất lượng cao. Và đối với Bộ Giáo dục Đào tạo đang có cái đề án là phát triển trường hệ thống trường trung học công chuyên. Và tại Quảng Ninh, ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, đặc biệt là trường chuyên như ngày nay, thì đang có xây dựng cái đề án để phát triển nguồn nhân lực của ngành giáo dục, trong đó có chú trọng đến nguồn nhân lực của trường chuyên. Đó là chúng tôi cũng luôn luôn phải phấn đấu vươn lên để gìn giữ cái truyền thống mà các thế hệ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo và thế hệ học sinh đi trước để lại. Tâm huyết của một giáo viên trường chuyên. Xin cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy, các cô, các anh, các chị, bạn bè, đồng nghiệp và các em học sinh yêu quý. Tôi rất may mắn được là một trong những giáo viên đầu tiên của trường chuyên Hạ Long khi mới thành lập. Và cũng là một giáo viên được nhiều năm. Xin trọng cảm ơn các thầy, các cô trong ban giám hiệu nhà trường. Xin cảm ơn 20 gương mặt tiêu biểu. Và xin mời các anh chị chúng ta cùng đón lại sân khấu để giao lưu với chương trình. Như rất nhiều các bạn bè, các anh chị em và các bạn ở đây, chúng tôi hôm nay đến đây rất xúc động, rất vui khi gì mình lại trở thành tuổi trẻ để được học cái mái trường này. Anh có suy nghĩ như thế nào về việc thắp sáng ước mơ của tuổi trẻ chuyên Hạ Long trong giai đoạn sắp tới? Theo quan điểm của tôi thì với trải nghiệm cuộc sống như của tôi qua cái thời tuổi trẻ, tôi thấy rằng tuổi trẻ có rất nhiều hoài bão. Chính những hoài bão của ước mơ đó là động lực mạnh mẽ để cho các bạn học tập, phấn đấu và rèn luyện để trưởng thành. Cho nên tôi thấy rằng cái việc thắp sáng ước mơ của trường chuyên hôm nay đó là việc làm rất ý nghĩa, cũng là thêm cái động lực cho các bạn trẻ hôm nay cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện để trưởng thành và thành đạt. Và tôi cũng mong rằng cái thế hệ trẻ sau này ghi được nhiều vào những cái trang sổ vàng của nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn anh Đoàn Thế Xuyên và bạn Lê Cao Nguyên. Vâng, và đến ngay từ lúc này là em Lê Cao Nguyên, một trong những học sinh hết sức xuất sắc của mái trường chúng ta.
À, Nguyên thân mến, trong buổi tối hôm nay em muốn nói gì với các thầy cô giáo cũng như là các thế hệ các anh chị học sinh đã từng học tập ở mái trường này? Thay mặt toàn thể học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long hôm nay, chúng em xin hứa sẽ nói gần các thế hệ đàn anh đi trước tiếp tục học tập rèn luyện để và tốt, để trở thành con ngoan trò giỏi, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và để giữ vững ngọn lửa truyền thống của trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long luôn cháy sáng, cháy mãi và ngày càng rực rỡ hơn. Cái cảm xúc rất là thăng hoa và có một cái niềm tự hào. Một niềm tự hào ở đây là cảm thấy khu trường chúng ta không chỉ lớn mạnh về mặt vật chất mà tôi tin tưởng rằng là cái chất lượng của môi trường chúng ta cũng đã dần bước là nó đã tương đương và nó có thể là tương đương với lại tất cả những cái thành phố lớn cũng như là như Hà Nội. Và tôi rất tự hào là ở tại tỉnh Quảng Ninh chúng ta hôm nay và môi trường ngày xưa tôi đã học có một cái môi trường mà nó đã được khang trang và có cái chất lượng như thế nào. Quỹ học bổng dành cho các em học sinh của trường đó như là cái lời tri ân của cựu học sinh của chúng tôi cũng như là một cái sợi liên kết giữa cựu học sinh cũng như là cái thế hệ học sinh hiện tại để có một cái phần nào đó giúp cho các em học sinh gặp những khó khăn trong điều kiện vật chất, mà vì những điều kiện vật chất đấy mà các em hạn chế trong cái khả năng học tập của các em. Chúng tôi mong muốn rằng có những phần quà, phần học bổng nhỏ để có thể các em có những cái hỗ trợ mặt vật chất và để từ đó thì các em có những cái thành công trong học tập. Rất là xúc động trước cái tình cảm của các thế hệ học sinh cũ đã quan tâm gửi gắm. Để nụ cười sẽ trên bờ môi, hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù anh có nhọc nhằn, có những gian nan và cũng có giận hờn với những lo toan, bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Dù trên bước đường đời ta sẽ thấy yêu hơn khi ta có bạn bè sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ âu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời, tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi. Truyền thống của mái trường này với sự chỉ đạo nghệ thuật của thầy giáo Hà Việt Anh, biên đạo múa Trần Thị Lý cùng sự biểu diễn của học ca, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long. Và sức sống tin yêu vì một mái hương đời luôn yên ngát trên bên hàng quê tôi chung dũng kiên cường, có những người công nhân bất khuất anh hùng. Tiền ơi ta hát lên vì ngày thank you.
ca. Rút kinh nghiệm về một chặng đường đã qua rất nhiều chông gai, khó khăn, thử thách, song cũng rất vẻ vang và tự hào. Đồng chí Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, nguyên là học sinh chuyên toán về dự lễ. Nguyên là học sinh chuyên toán về dự lễ. Đỗ Văn Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh về dự lễ. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các cán bộ, nhân viên, các thế hệ thầy giáo. Xin nhiệt liệt chào mừng các anh, các chị của các thế hệ. Chào mừng quý hội. Ông Trần Đại Long trình bày diễn văn truyền thống của nhà trường. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
cuộc vận động hai con do Bộ Giáo dục Đào tạo phát động và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, kỷ cương tình thương trách nhiệm là phong trào lớn trong ngành giáo dục được thúc đẩy và thực hiện tốt. Nhà trường đi đầu trong việc thực hiện hai không nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục nhằm nâng cao giáo dục tích cực. Nhà trường đã vinh dự được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3 năm 2001, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008, cờ thi đua dẫn đầu khối trung học phổ thông năm 2010. Nhiều năm qua, trường liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, nhận nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong dịp kỷ niệm 45 năm hệ chuyên, 20 năm thành lập trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long, nhà trường vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Tôi xin trân trọng kính mời ban giám hiệu nhà trường lên vị trí danh dự để nghe công bố và đón nhận quyết định của Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, căn cứ Luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 2112 ngày 17 tháng 11 năm 2010 quy định Điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho Trường Trung học Phổ thông chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005. Chia sẻ niềm vui với thầy và trò trường phổ thông trung học chuyên Hạ Long nhân kỷ niệm 45 năm hệ chuyên và 20 năm thành lập trường chuyên của tỉnh. Tuổi 20 với đời sống con người là lứa tuổi xung kích nhất, nhiệt huyết nhất để có thể tự tin bước về phía trước. Nhưng đồng thời cũng là lứa tuổi đủ trưởng thành và bình tĩnh nhìn lại chặng đường đã qua để có thể điểm lại những thành công, những khiếm khuyết làm hành trang cho tương lai. Hơn lúc nào hết, Sở Giáo dục Đào tạo đã thật sự trách nhiệm trong khâu lựa chọn bổ sung đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực. Được học tập ở trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long từ lâu đã trở thành niềm mơ ước của biết bao thế hệ học sinh. Trải qua năm tháng gian lao, trường ta vẫn luôn đào tạo được những khóa học sinh ưu tú, sẵn sàng cống hiến trí tuệ cho quê hương, đất nước. Đến nay, vì sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của các cơ quan đoàn thể, của các bậc cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo, trường đã được xây dựng thật bề thế, khang trang và hiện đại.